cho con hỏi, đây có phải là nhà của anh Dương không nội? À đúng rồi, đây là nhà Đông Dương nè. À vậy hả, con chào nội, con là Ngọc, bạn của anh Dương nè. Dạ đây, nội là nội của Đông Dương, còn đây là anh Thơ. À em chào chị, em nghe anh Dương kể cho chị nhiều lắm á, không nhận chị đẹp ghê vậy đó. Ủa, anh Dương không đi với Ngọc hả? À, anh Dương anh bận việc rồi, tí hỏi anh xong anh chạy về liền à. Cái thằng tệ ghê à, bận gì bận cũng phải bỏ công việc đi với con chứ ha. Khóc, đi vô đây khóc. Dạ. Ngồi, uống nước đi con. Dạ, tới khỏi rồi. Dạ. Thằng ơi, nó giống Dương ghê vậy đó. Dạ. À, con biết không, người ta nói là vợ chồng giống nhau á, khi cưới nhau rồi cái hạnh phúc lắm đó con. Con với ảnh á, lần đầu tiên gặp nhau hết hồn luôn nội. Ừ. Hả, tụi con nữa hả? Đứng hình luôn. Đứng hình là sao con? Đứng hình là sao ta? À, là bàng hoàng sửng sốt á nội. Dạ. Nội thấy con nội cũng đứng hình luôn. Giọng nói của con nó cũng giống Dương ý hả? Cái rồi nội nghe nội nội cũng cũng đứng hình thiệt. À, thôi, ngồi đây ha. Nội đi gọi điện thoại cho Dương. Dạ. 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 À, Ngọc có mấy tóc đẹp. Ôi, quá tóc thật cũng đẹp quá trời luôn nè. Ủa, Ngọc làm thợ may hả? Trời ơi, thợ may gì đâu mà coi nè, tay chay sờn giống như là xúc cát bóc gạch vậy đó. À, tại vì á, nhà Ngọc mới vừa sửa lại á, trời ơi, thiếu thợ quá trời luôn à, nên là Ngọc mà phụ người ta xúc cát với lại bóc gạch luôn á. Công nhận tay chay nhiều ghê ha. Nè, nó không nghe điện thoại. Ủa, anh Dương không nghe máy hả nội? Ừ, sao có chuông reo mà nó không nghe? Thôi nè, đừng gọi nữa. Con biết ảnh ở đâu rồi. Hả? Con biết nó ở đâu hả? Dạ. Rồi sao? Nó ở đâu? Để con tìm ảnh cho nội nha. Ừ. Ảnh nè nội. Nội. Không được. Cái này không liều được. Tìm cách khác đi chị ơi. Vậy em tính cách gì bây giờ? Nè. Ngày mai á, nhỏ Ngọc nó tới, mày nghĩ là ta phải làm sao? Chứ bây giờ tao rối quá, không biết làm sao hết trơn á. Vậy thì phải để cho em. Mày có cách hả? Cách gì vậy? Chứ sao? Sao? Người ta thường nói á, gái ham tài, trai ham sắc. Bởi vậy ngày mai chị phải thật là lộng lẫy lên, đứng cạnh con Ngọc đó hả? Thế nào hả? Chị cũng chặt cho nó chìm bẹp luôn. Mày nói có lý. Chứ làm sao? Ngày mai á, ta phải thật lộng lẫy để chặt con nhỏ Ngọc đó chìm bẹp luôn. Đúng rồi. Mà khi đó nha, chị đẹp hơn nhỏ Ngọc đó, anh Dư anh phải tiếc đứt ruột mà suy nghĩ lại luôn á. Vậy ngày mai á, mày nghĩ là tao có nên ra tiệm á, làm tóc, rồi trang điểm, rồi mặc một cái đầm thật lộng lẫy không? Chị tới luôn đi. Mày thông minh mới lỡ, tao yêu mày mà. Đi nha. Sao chưa đi nữa? Lù, nhìn tao ổn không? Trời ơi, quá ổn luôn. Thiệt không? Thiệt mà. Trời, chị xinh lên là xinh luôn á nha. Chị mà cao thêm tấc nữa, làm xuống chị thi hoa hậu rồi đó. Nhưng mà tao run quá. Thôi bình tĩnh, bây giờ vậy nha. Bình tĩnh lại. Chị rất là xinh, xinh ơi là xinh luôn á. Nhưng mà nhỏ nó cũng xinh lắm á. Xinh hả? Xinh sao bằng chị? Trời, chị không nhớ hả? Nó có hai cái răng cửa, thưa rỉnh thưa rãng luôn á. Thưa xa. Thiệt không? Trời ơi, hôm nay chị lộng lẫy vậy thôi chứ muốn gì nữa. Nhớ nha, chặt nó chìm bẹp luôn, chặt bằng nhân sắc nó mới nhộm. Chìm bẹp luôn. Cố lên. Cố lên. Sao cũng rung quá vậy ta? Sao tự nhiên rung quá. Hít thở vô. Yeah. Quá. Dạ nội. Ừ. Đẹp quá ta. À,
Nội, con nè nội. Trời ơi, nội không nhận ra con luôn. Ủa, bộ tính gặp con Ngọc rồi con đi đám cưới luôn hả? Dạ, dạ đâu có đâu. Hả? Đâu có đám cưới nào đâu nội. Không đám cưới làm sao mà mặc bộ đồ lộng lẫy quá vậy bay? Nội, con mà vậy hơi quá nội. Hơi quá, nhưng mà đẹp. Như là công chúa vậy đó. Dạ. Nội. Hả? Anh Dương về chưa? Giờ mới có 3:30 mà. Nó hẹn 4:00. Chắc là 4:00 là nó dắt con Ngọc về luôn đó. Nội, con hồi hộp quá. Nội cũng vậy, nội hồi hộp thấy mà.